Chào quý anh chị nha. Hôm nay thì Thế giới máy may công nghiệp xin giới thiệu quý anh chị máy 3 kim móc xích có trợ lực chuyên may hàng zin nha. Máy mới 100%. Máy 3 kim móc xích dòng gông, đặc biệt là hàng có trợ lực thì giúp cho quý anh chị trong xưởng may hàng zin thì mạnh mẽ hơn, không có nhăn nha. Thì đây là mẫu mới năm 2023. Motor liền trục đi theo máy, công suất lớn giúp cho quá trình mình may mặt hàng dài như zin cơ kỳ được mạnh mẽ hơn nha. Hoạt động êm ái, không ồn ào ha. Máy này là motor liên tục được lắp tại nhà máy của Dông Công. Thì ba kim móc xích thì nổi tiếng, đặc biệt ở khu vực miền Nam, chuyên trong các xưởng xí nghiệp mà may gia công hàng riêng nha, xưởng may riêng. Đây, đây là motor của nó ha. Đấy, quý anh chị có nhu cầu máy mua máy may ba kim móc xích hàng chính hãng, giá tốt ở thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng liên hệ em Tuấn nha.